Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Đến với chương trình hôm nay là episode thứ nhất tài liệu Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube, Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2022 bao gồm chương 1 cho đến chương 7. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi lời nói đầu của tác giả Nhượng Tống. Nguyễn Thái Học, tác giả Nhượng Tống. Các bạn, dù sao thì ba chữ Nguyễn Thái Học tới nay cũng đã là một cái tên trên lịch sử, không phải trên lịch sử của dân tộc Việt Nam bị xiềng xích mà là trên lịch sử của cả nhân loại, hiện nay còn quằn quại đau thương. Đó không phải là ý riêng tôi, một bạn cùng thề với anh, nhưng là ý chung hết thảy những kẻ hữu tâm ở thế gian này. Chẳng hạn như những nhà văn Nhật Bản khi họ viết cuốn An Nam Lê Minh Ký hay Nam Phương Dân Tộc Vận Động Sử. Trong các cuốn sách ấy, người ta đã bị công lý, vì nhân đạo mà nói nhiều về Nguyễn Thái Học. Vậy mà quốc dân ta, các đồng bào anh, đối với thân thế anh, nhiều người mong được biết qua loa mà không thể được. Bao nhiêu là đời trong, bao nhiêu là tủi nhục. Cho nên trong lúc này, là lúc có thể được, tôi cần phải viết ngay cho anh một cuốn tiểu sử. Tôi tự nhận đó là một nghĩa vụ. Nghĩa vụ đối với quốc gia, vì thân thế anh chính là tấm gương phấn đấu hy sinh, cần phải được nêu ra để khích lệ tất cả mọi người trong nước. Nghĩa vụ đối với văn hóa, vì thân thế anh chính là một kết tinh phẩm của hai giáo lý Phật và Khổng. Nó đã cho phương Đông ta nảy ra một ánh sáng riêng. Sau hết, nghĩa vụ đối với khoa lịch sử học, vì tôi với anh chẳng những là người, đồng thời còn là bạn đồng chí. Có lẽ trong các cây bút ở đây khó có ai hiểu biết về anh hơn tôi nữa. Bởi vậy, tôi đã cố lục lọi sách báo cùng trí nhớ để viết nên cuốn sách nhỏ này. Tôi rất mừng rỡ đã cho xuất bản kịp trước ngày 17 tháng 6, ngày mà tỉnh đảng bộ Yên Bái đã xây xong mộ anh và lập cho anh cùng các đồng chí hy sinh vì đảng một đài kỷ niệm. Ngày mà các đồng bào đã công khai làm lễ truy điệu anh ở khắp mọi nơi. Anh Học, hãy đem tinh thần bất tử mà lãnh đạo cho quốc dân trên con đường tranh đấu lấy một địa vị ở dưới ánh sáng mặt trời. Các anh em hãy giúp thêm tôi về tài liệu để những lần xuất bản sau cuốn tiểu sử này có thể thêm đầy đủ. Ngày 28 tháng 5, đầu độc lập, Nhượng Tống. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị chương 1 tài liệu Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Chương 1 đời học sinh. Dưới chế độ thực dân, người Pháp chẳng bao giờ muốn mở mang việc học ở xứ này. Họ tìm hết cách giam hãm dân ta trong vòng ngu tối. Trong các cách ấy thì có một cách tàn tệ nhất là hạn tuổi học. Quá hạn ấy thì không được vào các trường công nữa. Muốn trốn thoát cái lưới đê tiện ấy, các người làm cha mẹ thường rút tuổi con trong giấy chứng nhận ngày sinh. Cũng vì lẽ đó mà theo giấy tờ của nhà trường thì anh Nguyễn Thái Học sinh ngày mùng 1 tháng 12 năm 1904. Kỳ thực thì tuổi anh Quý Mão 1902, ngày sinh tháng đẻ hiện còn chưa hỏi được rõ. Quê là làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Ông thân sinh là Nguyễn Văn Hách, một nhà tiểu nông. Bà là Nguyễn Thị Quỳnh, thường làm nghề buôn vải. Ông bà có mấy nếp nhà tranh và ngót ba mẫu ruộng. Hiện nay ông đã mất, nhưng bà còn mạnh. Hôm mới đây, chúng tôi lên thăm, thì bà còn đi chợ bán vải chưa về. Nói tóm lại, thì đó là một nhà thanh bần, lúc nào cũng sống trong sự siêng năng và kiệm phát. Ông bà hạ sinh được nhiều con, trong số đó
thì có bốn anh trai và anh Học là trưởng. Trong bốn anh trai ấy, thì Quốc Dân Đảng và Tổ quốc rẽ mất một nửa. Anh Nho, em anh, cũng là một liệt sĩ thực hành sự hy sinh bằng tính mệnh. Hai anh nữa là Lâm và Nỉ, hiện nay làm ruộng ở quê nhà. Anh người Tầm Thước, cao độ, một công xích 60 phân, tráng hói, tóc thưa, đôi mắt thông minh. Một nhìn đủ khiến ta đem lòng tình mến, da ngăm đen thuộc dòng huyết tính. Môi dày, hàm răng vồ, miệng lúc nào cũng tươi, cằm nở, tỏ ra người quả quyết thực hành. Đặt lưng nằm là ngủ được ngay. Đủ rõ trong tâm lúc nào, anh cũng bình tĩnh, ngủ bao giờ cũng nằm sấp và hai bàn chân quặp lại trên mông. Cách anh ăn vận, không hề chú ý đến bao giờ. Một áo ngoài, một đôi giày, hỏng mới thay bộ khác. Có tiền, chúng bạn tiêu không tiếc. Hết tiền, xin các người thân với vẻ mặt rất tự nhiên. Ăn trầu, hút thuốc lào, nhưng không nghiện món nào cả. Nói thường ngọng, vận L, cái lá, cái liêm không bao giờ nói đúng. Từ đức tốt, học hành chăm chỉ, nhưng ở nhà trường chỉ là một học sinh hạng trung bình. Ban đầu, anh học chữ Hán, sau ra học chữ Pháp ở trường tỉnh Vĩnh Yên, tốt nghiệp rồi ra học trường sư phạm ở Hà Thành, sau lại học trường cao đẳng thương mại. Trong đời học sinh, người bạn thân nhất của anh là đồng chí Hồ Văn Bình. Anh này cũng là một trong những người sáng lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1929, bị bắt và bị đài, mất ở Côn Lôn. Ở đấy, anh em có dựng trên mộ một cái bia bằng xi măng khắc mấy chữ Hồ Văn Bình 1930 để làm kỷ niệm. Cứ lẽ anh Mịch nói với tôi thì anh Học là người ngoài tuy nóng nảy nhưng trong lòng thường điềm tĩnh, đãi người rất chân thành nhưng liệu việc rất nhiều trí mưu. Chương 2. Tư tưởng cách mạng. Có lần tôi hỏi anh Học, tư tưởng cách mệnh của mày nảy ra từ hồi nào? Anh đáp, từ năm tao lên 10 tuổi, hồi ấy tao còn học chữ Nho ở nhà quê, sau buổi học lại đi chăn trâu và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên cạnh. Làng ấy là quê ông Đội Cấn. Ông Cấn chết đi, còn để lại mẹ già. Bà thương con quá, quá như kẻ dở người. Hãy gặp chúng tao là bà cụ lại ôm choàng lấy, vừa khóc vừa nói, các cậu, làm thế nào báo được thù cho con tôi? Tao còn bé, mỗi khi gặp cụ bà là lòng lại bồi hồi, rồi nghĩ chỉ có đạp đổ chế độ thực dân mới trả hộ được thù cho con bà cụ. Ấy, tư tưởng cách mạng nảy ra trong óc tao từ đấy. Thì ra, một bà cụ dở người mà đã đúc được hai đứa con anh hùng sắc máu. Một đứa con ruột thịt là nhà chỉ huy việc đánh Thái Nguyên. Một đứa con tinh thần là người tạo nhân cuộc khởi nghĩa Yên Bái trước sau hơn 10 năm. Hai đứa con bà đã làm vẻ vang cho cả một dân tộc. Nghĩ đến bà, lòng ta cảm khái bao nhiêu. Tuy vậy, năm 10 tuổi, anh mới được bà gieo vào óc cái hạt giống tự do đó mà thôi. Hạt giống ấy còn phải vung tưới ròng rã trên 10 năm nữa bằng những máu nóng, lệ nóng của đồng bào, bằng những gió dập, mưa chồn chung quanh tổ quốc. Nó mới đến lúc khai hoa kết quả. Ấy là năm 1926. Chương 3. Năm 1926, trong hồi Âu chiến trước, nhà cầm quyền thực dân Pháp dụng tâm ru ngủ tinh thần dân tộc của ta bằng câu chuyện Pháp Việt đều huề. Nhưng như một câu nói chua của tôi hồi bấy giờ, tay phải giơ ra nói đều huề để tay trái luồn xuống lần lưng một túi. Ở Bắc Việt, họ mở ra báo Nam Phong, lại lập ra hội khai trí tiếng Đức để làm hai cơ quan cho chính sách ngu chân ấy. Dân ta trúng kế, hơn 10 năm, bọn thực dân Pháp được cao gối ngủ yên trên xương máu của đồng bào ta. Giấc ngủ ấy, ngon lành mãi cho đến năm 1925, chúng mới giật mình. Giật mình vì tiếng của liệt sĩ Phạm Hồng Thái ném bom toàn quyền Merlin khi qua Sa Điện. Các bạn thứ cho tôi, ở đây không phải chỗ kể đầu đuôi câu chuyện ấy. Chỉ biết rằng vì việc đó mà chúng phải cố lùng bắt cho được nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở ngoại quốc về, rồi chúng phái toàn quyền Varen sang. Varen là một lãnh tụ của đảng xã hội đệ nhị quốc tế nước Pháp
Ông tự xưng là tín đồ trung thành của Karl Marx và Dorit. Rồi cái bài càng đề huề đã hồ tịch lít kia lại được bọn chiếm nước và bọn bán nước phùng mang thổi lên cực kỳ náo nhiệt. Tin vào chủ nghĩa xã hội, tin vào các đảng quốc tế, nhà lãnh tụ còn trẻ người non dạ của chúng ta mắc lõm. Năm 1926, anh học khi ấy còn học trường cao đẳng, xin vào ý kiến và đưa một chương trình yêu cầu cải cách lên Varen. Khi vào tiếp kiến, quan toàn quyền, sòm râu, làm ra trò niềm nở ân cần. Nhưng khi ra, anh được tụi mật thám súng lại khám mình và dọa nạt. Anh chưa thất vọng, còn gửi cho Varen một bức thư điều trần nữa. Lần này thì bức thư không được trả lời. Và sau một hồi vơ vét cho nặng túi, sau khi ký thêm cho dân bảo hộ, mấy đạo nghị định thắt cổ, nào là cấm bán những gì cần dùng cho thuốc bắc, nào là rút cho thêm hẹp quyền ngôn luận, ông Varen liền của gói về Tây. Varen Kut, Pasquier sang, anh còn chưa nản chí hoàn toàn. Hồi tháng 6 năm sau là năm 1927, anh còn xin phép thống sứ ra một tập tạp chí nửa tháng lấy tên là Nam Thanh. Mục đích tạp chí là nâng cao trình độ trí đức thể dục cho nhân dân, khuyến khích họ bỏ lối thích danh hảo, thích làm quan mà chú trọng về nông công thương nghiệp. Mấy cơ quan dạy khôn nhau như thế lại chủ trương do một tay có chí khí, có nhiệt tâm, đời nào họ cho phép. Thích làm quan, thích ông nọ bà kia chính là cái dây xích, dây thừng để chúng xỏ vào mũi, khoác vào cổ những dân trí thức xứ này, đặng sai họ làm ngựa làm trâu, nếu không phải làm tranh làm chó. Còn nếu đồng bào ta biết hiệp lực nhau mà mở mang thực nghiệp thì tụi tư bản Pháp còn hồng gì chiếm lĩnh được kinh tế, lũng đoạn được lợi quyền. Tuy nhiên, cái thầm ý ấy khi nào chúng chịu nói ra? Chúng không cho anh mở báo, lấy cớ rằng anh đã gian trá trong sự để chỗ ở. Trong giấy anh đề là 56 phố Hàng Quạt, nhưng thực ra thì anh ở chung với nhóm Nam Đồng Thư Xã, một nhóm có tư tưởng bài xích chế độ thực dân Pháp. Nhưng đâu phải có thế, hồi ấy anh ở Hạc Quạt thật, chẳng qua anh hay đi lại với tụi tôi, thế thôi. Chương 4, Nam Đồng Thư Xã. Thư xã ở số 6 đường 96 bờ hồ Trúc Bạch, gần đối diện với chùa Châu Long. Nó là một nhà xuất bản do tôi và hai anh Phạm Tuấn Lâm giật công, Phạm Tuấn Tài, Mộng Tiên lập nên vào cuối năm 1926. Nguyên hồi ấy, phong trào chính trị được bùng bọc. Tuy vậy, trình độ trí thức của dân mình còn thấp kém. Đại đa số người dân không có một chút gì là công dân giáo dục. Chúng tôi lập ra thư xã là mong làm việc ấy, nghĩa là dạy cho người ta biết thương đồng bào, biết yêu tổ quốc, biết thế nào là nghĩa vụ và quyền lợi của một người công dân. Sau nữa, giúp cho ai nấy có đôi chút thưởng thức về các khoa chính trị như kinh tế học, xã hội học, các hiến pháp, các chủ nghĩa. Tất cả công việc ấy sẽ làm bằng cách xuất bản và phát hành các sách. Sách chúng tôi bán rất rẻ, chỉ mỗi cuốn một, hai hào mà thôi. Sách hồi ấy còn được xuất bản tự do, không phải kiểm duyệt trước như các báo. Những bài báo bị xóa ở các báo có thể đem in thành sách. Cố nhiên là có thể bị cấm. Nhưng với cái gọi là chậm trễ hành chính của nhà cầm quyền Pháp, khi họ ra được cái nghị định cấm thì sách mình đã bán hết sạch rồi. Thế nhưng, đạo cao năm thước thì ma cao một trượng. Thấy sách chúng tôi vẫn bị cấm mà vẫn ra, bọn mật thám liền bắt buộc các chủ nhà in bao nhiêu sách xuất bản phải đưa chúng xem trước. Vì thế, có cuốn sách sớm vừa ở nhà in lấy ra thì chiều đã có nghị định cấm, và có người đi thu sách, tịch biên sách. Rồi hơn năm sau, toàn quyền ra nghị định bắt buộc các sách cũng phải đưa kiểm duyệt trước như các báo. Thế là ô hô, đi đời cái quyền ngôn luận của dân ta. Anh học, khi ấy học trong trường cao đẳng thương mại. Với các anh em cao đẳng, bọn Nam Đồng Thư Xã chúng tôi thường liên lạc để làm các việc tuyên truyền hợp với mục đích của chúng tôi. Ví dụ như truy điệu của Phan Tây Hồ, truy điệu cụ Lương Văn Can, mở các lớp dạy cho anh em lao động học biết chữ quốc ngữ. Ghi chú, các lớp dạy này mở tại những trường tư
trong các đô hội như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, học sinh được phụ cấp bút giấy sau bị nhà cầm quyền Pháp cấm chỉ. Vì thế chúng tôi quen với anh Học và sự đi lại mỗi ngày một thêm thân. Đến cuối năm 1927 thì anh cùng anh Mịch lên hẳn ở với chúng tôi. Chúng tôi đã trở nên những người bạn. Đồng xu cuối cùng, nghĩa là còn cùng ăn, hết thì cùng nhịn. Chương 5. Hòa bình cách mệnh. Thấy nhóm thực dân không thể nào hợp tác được rồi, chúng tôi vào khoảng giữa năm 1927 đã quả quyết đi vào con đường cách mệnh. Nhưng tôi, một kẻ thư sinh, muốn cách mệnh một cách hợp pháp. Nguyên ở đây, việc lập các quỹ trừ súc và các hợp tác xã không cần phải xin phép, chỉ cần đem điều lệ trình các người đương cục. Tôi liền bảo anh Học, một người thuộc thương luật thảo điều lệ các hội ấy và đem đi cổ động ở khắp mọi nơi. Những hội ấy sẽ lập lên ở giữa các bồi bếp, các công chức, các binh lính, các thợ thuyền, nói tóm lại, ở giữa những người cộng tác với người Pháp. Những hội ấy sẽ do những người có tâm huyết cầm đầu và trong khi trò chuyện với anh em sẽ tìm cách làm phổ thông những thưởng thức về công dân giáo dục, cái chương trình ấy. Tôi gọi là chương trình 6 năm. Tôi mong các hội viên buôn bán và tiết kiệm để dành tiền trong 6 năm. Và sau 6 năm sẽ đủ tiền nuôi mình và gia đình trong 6 tháng. Rồi, như một dịp tiện lợi, chúng tôi sẽ yêu cầu người Pháp cho tự trị. Cố nhiên là họ không cho. Khi ấy, tất cả anh em chúng tôi sẽ tổng bãi công trong 6 tháng để làm hậu thuẫn. 6 tháng bất hợp tác, 6 tháng nghỉ việc của tất cả các viên chức, các sở công, sở tư, tình hình chính trị và kinh tế ở xứ này rối loạn đến mức nào, khi ấy sẽ cổ động cả sự bất tuân thượng lệnh ở giữa anh em binh lính, người Pháp tất phải nhượng bộ, việc nhất là cho ta được tự trị. Chúng tôi cổ động, anh em hưởng ứng, những hội đầu tiên đã thành lập là nhà dây thép Hà Nội, nhà máy sợi Nam Định. Thế nhưng có một hôm, cả ba anh Tài, Học, Mịch cùng súng lại bảo cho tôi biết chương trình của tôi chỉ hoàn toàn thuộc về tương lai mà thôi. Chương 6, phải sắt và phải máu. Mày nghe lời cái lão già cam địa trực hòa bình cách mạng, nhưng tự hỏi cái lão già ấy đã làm được việc gì cho Ấn Độ chưa? Đó là lời anh Học bảo tôi, rồi Tài và Mịch phụ họa thêm vào. Tôi đã bàn cãi với họ luôn hai đêm. Sau cùng tôi nghĩ, mình còn nhỏ tuổi hơn cả, mà anh em lại đồng thanh bác cái lý của mình như vậy, có lẽ mình là đứa lạc lõng trong không tưởng thật. Mày là đứa chỉ sống trong mộng và sách, đã biết đời là cái quái gì, phải theo chúng tao, nghĩa vụ một đứa em nhỏ là phải thế. Anh Tài vỗ vai tôi, quyết định tôi một lần nữa. Chúng tôi liền định lập một đảng bí mật, theo hắn chủ trương thiết huyết cách mạng. Anh Học đi rủ anh em quen biết ở Hà Nội được hơn 10 người liền tổ chức nên đệ nhất chi bộ. Chương 7, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Toàn kỳ đại biểu hội nghị ấy, mỗi đại biểu đều đem lòng tỏ bài một bản dự thảo riêng của nhóm mình về chương trình điều lệ của đảng. Chúng tôi đã phải làm việc suốt hai đêm ròng rã. Kết quả, những ý kiến riêng đã hun đúc lại thành một kỷ cương chung. Trước kia, đảng chỉ mới là một ý định mơ hồ, đến bây giờ mới có đủ một hình thức, một tinh thần rõ rệt. Đã lấy tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng, theo đề nghị của anh em Hà Nội. Người vào đảng phải làm lễ phát thệ theo đề nghị của anh em Thanh Hóa. Mục đích là liên lạc tất cả anh em đồng chí, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dùng võ lực để lấy lại quyền độc lập cho nước Việt Nam. Cách tổ chức thì mỗi chi bộ gồm nhiều nhất là 19 người. Vì theo pháp luật hiện hành, sự hội họp quá 19 người phải xin phép trước. Mỗi chi bộ chia làm 4 ban, ban tài chính, ban tuyên truyền, ban trinh thám và ban tổ chức. Rồi bầu lấy một người chi bộ trưởng và một người đại biểu lên tỉnh bộ. Người trong tỉnh bộ gồm có các đại biểu của chi bộ, cũng chia 4 ban, cũng bầu bộ trưởng và cũng một người thay mặt cho anh em để dự vào đảng bộ cấp trên. Cấp trên là kỳ bộ, nguyên tắc tổ chức cũng như ở dưới. Rồi mỗi kỳ bộ sẽ cử lên một số đại biểu để hợp thành tổng bộ. Tổng bộ, cơ quan tối cao của đảng,
so với các đảng bộ dưới, có thêm ra 4 ban, ban binh vụ, ban ngoại giao, ban giám sát và ban ám sát. Suốt trong thời kỳ anh học còn, vì sự tuyên truyền chưa lan được khắp Trung Nam nên tổng bộ chỉ là kỳ bộ miền Bắc tạm quyền công việc. Đã một hồi tại Sài Gòn và mấy tỉnh đường trong có lập được ít nhiều chi bộ, nhưng kỳ bộ miền Nam chưa hề có cử người về tổng bộ. Hai nơi chỉ là cùng nhau liên lạc mà thôi. Tổ chức thì tế, còn chương trình hoạt động thì chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là phôi thai, làm trong vòng bí mật. Thời kỳ thứ hai là dự bị, làm trong vòng bí mật. Thời kỳ thứ ba là phá hoại, tức là đánh đổ đối phương. Xét ra thì cách tổ chức của đảng lúc ban đầu hoàn toàn theo lối dân chủ đại nghị. Nó rất giống với cách tổ chức của đảng Tân Việt cách mệnh. Kỳ thực thì cả điều lệ lẫn chương trình phần nhiều là châm trước theo đề nghị của anh Hoàng Văn Tùng. Ghi chú, anh Tùng bị bắt năm 1929 và mất trong quả lọ. Anh Hoàng Văn Tùng, đại biểu Thanh Hóa. Anh Tùng vốn là bạn thân của anh Tôn Quang Việt, người bên Tân Việt. Hoặc giả đề nghị của anh đã dựa theo đảng cương bên Tân Việt, cũng chưa biết chừng. Cho cả đến lễ phát thệ, anh em đường ngoài lúc trước cũng chưa hề nghĩ đến bao giờ. Trước giang sơn tổ quốc, trước mặt anh em đồng chí, tên tôi là bao nhiêu tuổi, thề hy sinh cho đảng, xin giữ bí mật của đảng, xin phục tùng mệnh lệnh của đảng, không được tự do ly đảng, nếu sai lời, xin chịu tử hình. Lời thề ấy đã làm tim tôi bao nhiêu lần hồi hộp, mỗi khi đi chứng kiến sự thành lập một chi bộ gồm có các đồng chí 6-70 tuổi rồi, đầu tóc bạc phơ, hay một chi bộ nhà binh thường là các hạ sĩ quan, trên vai đóng ngà vàng lấp lánh. Bởi vì là một đảng bí mật nên chúng tôi hết sức tránh việc giấy tờ. Đảng viên không có danh sách, các kỳ họp cũng không có lập biên bản, chưa đề nghị sự xong buổi họp rồi đốt đi. Có ai ngờ kín đáo như vậy mà ngay từ khi đảng chưa thành hình, ty mật thám đã mong manh biết. Kẻ tố cáo đầu tiên, than ôi, lại là một trong những thanh niên trí thức, Nguyễn Quốc Túy, tiên sinh. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị toàn bộ chương 1 cho đến chương 7 tài liệu về anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị khán thính giả luôn bình an, may mắn và thành đạt. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Xưa. Chiến sĩ can trường.
đường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày mùng ngày ta yên bái nương non. Ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn quê màu vàng pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhau. Chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Thank you.